cá chết. Có cá để nướng rồi. Ai cầm túi đựng cá vào đây. Nướng đi. Rồi, một cô bắt ốc TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một buổi sáng thật là vui vẻ và có những phút giây thật là sảng khoái. Hôm nay khách của mình vô cái đăng này trải nghiệm xem là bắt được những con gì. Rồi, đi vào bên này. Anh em, con cá lưỡi trâu đầu tiên này. Cá lưỡi trâu này. Rồi, vào đây. Rồi, kêu mọi người vào đây. Vô giấc cá bờ con ơi. Hai cái chuồng dưới cùng là nơi tập trung nhiều cá nhất. Ôi, mực nó trời quá nè. Vậy giấc đi. Có mực ống ấy nha, cẩn thận là vớt không nó chạy ra ngoài hết đấy. Giống cái con giống mình cái ngát của ta. Ừ, cá chết. Có cá để nướng rồi. Ai cầm túi đựng cá vào đây. Thôi Min. Hiện ba. Đằng sau quay nè. Ó kìa. Lấy cái đồ đèn. Nhấc cái lưới ở dưới đáy lên. Dưới đáy có một tấm lưới thấy không? Nhấc lên là mình dồn nó vào góc, à. Xúc được hết. Nè, chết xinh quá chú. Con cá lưỡi trâu hả? Thì cá chắc chắn là có, nhưng mà vấn đề là nhiều. Cá này tao thấy ấy nhưng mà anh ba. Ừ, vô giúp phụ với ông nào đi. Nếu vô giấc như nó kìa. Tại ơi, chỗ đây cái đống nó bay nè. Cái đống nè. Vô đây nè. Trời ơi. Con thấy. Gì con gắn gì? Con rạm, con này con rạm. Gì đâu? Con ghẻ. Xúc sát vào trong góc luôn. Con ai nó lo chứ. Kéo cá quá thằng nó chỉ giờ chặt cá đây cá. Cá bự rồi anh em. Cá nó dồn là trong góc này nè, nó có lưới nè. Cá bự đây nè. Quá đâu kìa. À đây. Cái này nó chặn thôi. Cá bự nè. Đây, giật đâu? Đâu con mực nang nhỏ này. Bắt tay đi. Anh đi. Nhanh nhắm. Mực này bay được cái vợt ơi. Đây, vợt đây, xúc đi. Gì con mực nè, cái gì? Muốn mực kìa. Kìa ăn. Nhanh. Trời ơi. Đây. Đây con mực nữa này. Mực nữa này. Mực kìa, dễ. Nhanh đứa bạn nổ. Nhanh. Đi máy lại cầm bác đi. Vô. Vậy. Mực nè. Mực. Cá mực. Mực hả? Ấy, nó chạy đấy, đó. À, con mực. Vô chưa? Vô rồi. Đây rồi, chạy đây rồi. Má ơi. Tiếng mày dấu phụ lẹ cái tiếng gì nhậu tiếng nó bụng quá. Giật con đủ. Con trong đây nữa nè, cá đuối. Cũng được rồi. Trời ơi, ở đâu? Hai cá đuối này mày kêu vớt vậy chị chống phạt ăn. Chút nước á. Chút nước đi. Kiếm con cá to bên kia đi để nó sống vậy. Ủa con mấy cá này có gì anh? Đâu? Đập nè. Cá sập ở ngoài nè. Đây là cá canh. Cá canh ngon lắm nha, thịt ngon hơn cá đuối. Bỏ vô lẻ lấy. Bỏ vô thịt ngon kìa. Chừng ga đó nha. Gai nha, gai sắc lắm á. Gai sắc nó đâm á. Chưa còn cái con anh kêu vớt nè. Vô trong chuồng này xúc hết đi, xem cho nó đủ bữa đi. Tay, rồi thành phẩm của chúng ta hôm nay được nhiêu đây?